Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu về các phần tử và linh kiện dùng để bảo vệ bo mạch nguồn LED driver bên trong các bóng đèn LED nha. Nó dựa vào một cái hiện tượng gọi là hiện tượng ngắn mạch, bản mạch hoặc là chập mạch. Cái hiện tượng này nó làm cho tổng mạch của mình nó nhỏ đi vì mạch điện nó bị chập ở một điểm nào đó. Thì lúc này cường độ dòng điện trong mạch sẽ tăng cao do đột biến, làm cho nhiệt độ tăng, đồng thời gây là chập cháy nổ linh kiện hoặc là thiết bị. Như trên tay mình, ở đây mình có cái nguồn DC, mình cấp nguồn cho bóng đèn. Thì cái trường hợp này, cái dòng điện đi từ dương sang âm nè, nó làm cho bóng đèn sáng, thì cái này là hiện tượng bình thường. Còn khi mà nó chập mạch, mình giả sử đi, ở trên đây là cái điểm A, nó sẽ nối với điểm B, thì dòng điện đi cái đường này, đường ngắn nhất từ dương sang âm. Điểm A với điểm B này nó chập nhau, nó làm cho cái đường dòng điện nối tắt. Thì đây gọi là hiện tượng ngắn mạch ha, bản mạch hoặc là chập mạch. Lúc này cường độ dòng điện sẽ tăng rất cao nha các bạn. Đồng thời nếu mà các bạn mắc như vậy thì điện áp của mình nó sẽ giảm, nhiệt độ nó sẽ tăng, đồng thời nó tăng lên cao và nó có thể chập cháy nổ. Thì tiếp theo đây mình sẽ nói về cái bo nguồn LED driver và những cái phần tử bên trong để mà bảo vệ cái bo mạch này. Thứ nhất, các bạn hay thường thấy đối với những cái bo nguồn LED driver mà phổ thông nó sử dụng là cái đường mạch in nè, hoặc là cái dây dẫn nha, có điện trở nhỏ. Còn một số bo mạch nó sẽ không có cái đường này luôn nha các bạn, nó câu trực tiếp vô cái con IC9 lưu luôn. Đây mình ví dụ như cho các bạn thấy, đây nè, cái đường AC 220V ngõ vào thì sẽ nối với cái mạch này, cái chân này nối với cái con IC9 lưu. Cái đường mạch này khá nhỏ nha các bạn. Còn một số bo mạch nguồn LED driver đây là con IC9 lưu nè, nó cái trường hợp này nó bị chập cháy nổ luôn. Nhưng mà có một số đường mạch nó sẽ cháy theo cái con IC này luôn nha, nó sẽ nói chung là bảo vệ một phần. Thì như các bạn đã biết mấy cái đường mạch này là cái đường dây đồng ha. Thì mỗi dây đồng này nó có tổng trở là mấy đường mạch in này nè, là một lớp đồng. Thì mấy cái đường dẫn này sẽ có tổng trở nha, tổng trở khá nhỏ. Mà khi mà cái xảy ra cái hiện tượng ngắn mạch hay chập mạch đó, là dòng điện nó qua đây lớn nè, nó làm cháy đứt cái đường mạch này luôn nè, đồng thời là chập cháy nổ IC luôn nè. Rồi cái phần tử thứ hai dùng để bảo vệ thì người ta hay sử dụng là một cái cầu chì ống nha. Đây, những loại cầu chì này thì bên trong nó sẽ có một cái ống thủy tinh. Ở trên bên trong này nó sẽ có một cái dây chì. Khi mà dòng điện lớn quá thì dây chì này sẽ nóng chảy nha. Thì cái ống thủy tinh này nó ngăn không cho chì bắn ra bên ngoài. Mà mục đích chính của cái ống thủy tinh này nó sẽ làm giống như là tạo cái khung xương để nó bảo vệ cái dây chì bên trong. Tại vì cái chì này bên trong nó rất mỏng và rất mảnh. Thì đây chính là cái phần tử thứ hai nha. Nè, trong một cái bo mạch đó, ở đây là cái cầu chì ống của nó. Nó dùng ra bảo vệ trong trường hợp mà ngắn mạch đó. Ngắn mạch thì dòng điện nó cao quá thì sẽ làm đứt dây chì bên trong. Như ở đây các bạn thấy nè,
ở đây nó bị chập con IC nha, IC vô động thì nó nổ IC. Nổ IC thì dòng điện nó cao quá, nó sẽ làm cho cái cường độ dòng điện á qua cái cầu chì ống này nè là nó cao, nó sẽ làm đứt cái dây chì bên trong. Thì cái cầu chì ống này á nó được mắc trước cái mạch chỉnh lưu nha. Chỉnh lưu ở đây là chỉnh lưu cầu 4 con diode hoặc là dùng IC chỉnh lưu. Thì con IC này nó tích hợp 4 con diode rồi bên trong ha. Tiếp theo mình sẽ nói về cái phần tử thứ ba, đó là sử dụng cái con điện trở cầu chì ha. Thì tương tự như cái phần tử số 2 là cái dùng cầu chì ống. Cái điện trở cầu chì này cũng tác dụng giống như cầu chì ống. Có nghĩa là những cái điện trở cầu chì này á có giá trị điện trở khá nhỏ. Khi mà trong mạch á có cường độ dòng điện lớn chạy qua thì sẽ làm đứt cái điện trở cầu chì này. Thì cái tác dụng của điện trở cầu chì với cầu chì ống này á tương đương nhau. Đây là cái bom mạch nguồn rạn đông. Các nhìn nè, ở trên đây nè. AC nè. Ngõ vào thì có sẽ có con điện trở cầu chì nha. Trong cái trường hợp mà các bạn cắm nguồn vô á mà các bạn không thấy dấu hiệu gì luôn, không thấy điện áp gì á thì các bạn kiểm tra trước tiên là những cái con điện trở cầu chì hoặc cái cầu chì ống. Ở đây các bạn có thể dùng cái đồng hồ các bạn đo ha. Mình chuyển cái thang đo chuông nha. Đây các bạn đo nè. Các bạn nghe tiếng chuông nó phát ra thông mạch á, hoặc là đồng hồ đồng thời á, cái giá trị nó báo trên cái đồng hồ này á là điện trở cầu chì tốt. Đó, nó chỉ có mười mấy ohm thôi. Còn những cái trường hợp mà các bạn kiểm tra tương tự đối với cầu chì ống luôn. Mà cầu chì ống này của mình á là nó tầm khoảng 3 ohm. Còn đối với những cái bo mạch đó mà các bạn đo kiểm tra ngõ vào á mà các bạn không thấy nó thông mạch như thế này, chắc chắn là cái cầu chì ống hoặc là cái con điện trở cầu chì của mình nó bị đứt rồi. Thì các bạn tiến hành thay thế nha. Nhưng mà trước tiên thay thế thì các bạn kiểm tra cái con linh kiện kế tiếp của nó có bị chập hay không. Như ở đây các bạn kiểm tra cái cầu diode cho mình nè, kiểm tra nó ok thì các bạn kiểm tra thêm IC cho mình. Ở đây các bạn kiểm tra tương tự, trường hợp mà nó bị đứt hoặc cháy cái con điện trở cầu chì hoặc là cầu chì ống á thì các bạn kiểm tra đầu tiên là cái con IC chỉnh lưu nè, nghĩa là tích hợp 4 con diode á, coi nó bị chập hay cháy hay không. Vì thông thường á mấy cái con điện trở cầu chì hoặc là cái cầu chì ống này á nó sẽ bảo vệ trước cái mạch chỉnh lưu. Trường hợp mà cái mạch chỉnh lưu này á nó bị chập, bị ngắn mạch, đoạn mạch chập mạch á, nó chập khúc này á thì tất nhiên á là cái cầu chì nó bị đứt ha. Cái dòng nó cao, tăng cao quá, nhiệt độ nó tăng cao thì đứt cháy điện trở cầu chì hoặc là cầu chì ống. Thì thông thường á cái con IC chỉnh lưu nè hoặc là mấy cái điếu chỉnh lưu này á nó bị chập bị cháy nó sẽ làm ngắn mạch. Vì vậy đây là cái nguyên nhân làm cho cái cầu chì hoặc là cái điện trở cầu chì nó bị đứt ha. Rồi tiếp theo đây á, các bạn hay thường thấy nhất là mấy cái thiết bị của Nhật á, như cái nồi cơm điện tử của Nhật. Các bạn nhìn trong mạch đó,
nó sẽ có một cái cửa tủ chống sét ha, gọi là varistor ha, hoặc là tủ bảo vệ quá áp. Cái nhiệm vụ của cái tủ này á là nó dùng để chống sét khi mà nó lan truyền trên cái đường dây điện của mình á, hoặc là nó bảo vệ quá áp khi mà điện áp nó tăng cao quá, thì cái tủ này nó làm nhiệm vụ bảo vệ. Đây, đối với những cái bo nguồn led driver kiểu này á, và quan sát cho mình nè, đây là cái tụ chống sét của nó nha. Cái tụ này hình dáng ngoài á, thì các bạn thông thường lầm tưởng á, là đây là cái tụ gốm, tụ cao áp mà. Nhưng mà thực chất á, cái tụ này là tụ chống sét. Đây, nó mặt phía trước cái mặt chính lưu nè, đây là cái tụ chống sét của nó nè. Còn đây á, thay vì người ta sử dụng đầu cầu chì thì người ta có thể sử dụng con điện trở cầu chì ha, cái con điện trở này nè. Rồi đây là có bốn con iốt chính lưu. Nhìn ông vào nè, nói thông qua đây là cái con điện trở cầu chì. Thì tác dụng của cái con varistor này trong mạch như thế nào? Ở đây thông thường á, đối với cái điện áp chưa đến cái ngưỡng của cái con varistor này á, thì nó cái điện trở này rất khá lớn ha, có nghĩa là nó hở mạch, cái đường mạch này nó hở, nó cắt đứt chỗ này, thì nó sẽ đi qua thông qua cầu chì nè, nó đi vô cái mạch cầu chính lưu nha. Còn khi mà xuất hiện cái hiện tượng sét trên đường dây, hoặc là vì một lý do nào đó thì cái điện áp trên đường dây nó tăng quá cao, đây ngõ vào nè, đến cái ngưỡng mà cái con varistor này nó bảo vệ thì cái tổng trở của nó sẽ xuống thấp nha. Dòng nó sẽ qua đây, nó xuất hiện hiện tượng ngắn mạch ngay tại cái điểm mà mắc cái con varistor này. Đây, có nghĩa là cái điểm này nè, điểm A điểm B là nối tắt với nhau. Còn ở đây nó không cho qua cái mạch cầu chính lưu. Dòng đây ngăn dòng là dòng ngắn mạch, khá lớn nha, với nhiệt độ quá cao thì nó sẽ đứt cái cầu chì này, hoặc là cháy con điện trở. Nhưng mà giả sử cái trường hợp này á, nó sẽ cháy cái con điện trở này. Như vậy á, cái con tụ chống sét hay con varistor này á, nó sẽ bảo vệ được cái mạch phía sau là mạch nguồn hoặc là cái mạch cầu chính lưu. Rồi là trên đây á, mình đã giới thiệu cho các bạn là bốn cái phần tử hoặc cái linh kiện dùng để bảo vệ trong cái mạch nguồn led driver. Thứ nhất á, là nó sử dụng đường mạch in ha. Cái này á, nhiều bạn á nhìn thấy có cái đường mạch in này hoặc là không có ha, tại vì nó sát quá. Còn vấn đề thứ hai á, là nó sử dụng cầu chì ống. Rồi cách thứ ba, nó sử dụng đến điện trở cầu chì. Thì cái cầu chì ống và cái điện trở cầu chì này tương tự nhau. Và thứ tư á, nó sử dụng một cái tụ chống sét mà varistor này kết hợp với con cầu chì hoặc cái con điện trở cầu chì để mà bảo vệ cái cầu chính lưu phía sau. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.